Đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng và tại địa điểm tập trung đông người là một trong những nội dung Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện phòng ngừa dịch bệnh mùa đông xuân. Theo Bộ Y tế, hiện đang trong thời điểm mùa đông xuân, thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm sởi rubella, ho gà, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm. Đây cũng là thời điểm nhu cầu giao thương, du lịch cuối năm tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan. Có thể làm gia tăng số ca mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là với nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh như trẻ em có sức đề kháng yếu, người cao tuổi có bệnh lý nền. Theo thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương và hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, số ca mắc cúm A đang có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận nhiều ca nhiễm cúm A có diễn biến suy hô hấp nặng phải thở máy. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Nhi Trung ương lưu ý với trẻ dưới 5 tuổi trẻ có bệnh mạng tính về tim phổi bệnh chuyển hóa thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch cúm a dễ gây các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp viêm phổi viêm tai giữa viêm não viêm cơ tim làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh nền đang mắc phải gia tăng nguy cơ tử vong